Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Ngày mới chúc cô chú các anh chị và các bạn vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Sáng sớm ngày hôm nay, giải trí miền Tây tiếp tục chia sẻ với cô chú các anh chị và các bạn giá mít Indo ruột đỏ vào sáng sớm ngày thứ 6 19 tháng 1 năm 2024. Giá mít Indo ruột đỏ ngày hôm nay tiếp tục tăng. Giá mít tăng một cách rất đột biến bởi chỉ có 3 đến 4 ngày mà giá mít có thể tăng gấp 3 lần so với trước đây. Đó là một điều rất vui cho bà con. Tết Nguyên Đán sắp đến, tình hình giá mít lại tăng cao. Để cô chú các anh chị và các bạn, những người còn mít đang thu hoạch, có cái Tết rất vui và rất ấm cúng. Vấn đề giá mít tăng cao có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, do tình hình xuất khẩu đã tăng trở lại. Nguyên nhân thứ hai, do mít đến lứa thu hoạch đã cạn. Chính vì thế giá mít lại tăng cao như vậy. Nguyên nhân tiếp theo là do diện tích mít càng ngày càng được thu hẹp lại. Chính vì thế mít còn ít hơn và giá cả cũng tăng cao hơn so với trước đây. Giải trí miền Tây xin chia sẻ tình hình giá mít Indo ruột đỏ ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang. Và giá mít Indo ruột đỏ ngày hôm nay có giá như sau. Mít loại nhất 8kg trở lên giá 56 đến 58 ngàn đồng một ký. Loại 2 6 đến 8kg giá 46 đến 48 ngàn đồng một ký. Và mít chợ xô giá 19 đến 20 ngàn đồng một ký. Giá mít tăng cao nhưng bà con nên chú ý về mẫu mã, chất lượng mít. Bởi mẫu mã trái mít đẹp, to, tròn rất ảnh hưởng đến chất lượng và giá cả cũng cao hơn so với những trái mít không đẹp và kém chất lượng. Vườn mít của cô chú, các anh chị và các bạn ở gần những vựa mít lớn, gần những trục lộ chính, giá cả sẽ cao hơn so với vườn mít ở xa trục lộ chính, xa những vựa mít lớn, giá cả cũng chênh lệch khác nhau. Và với thời điểm giá mít tăng cao như thế này, cô chú, các anh chị và các bạn muốn đầu tư một khu vườn mít, chúng ta cũng phải cân nhắc vườn mít của cô chú, các anh chị và các bạn thuận tiện như thế nào, ở gần dừa hay không, gần những đường chính hay không, và đầu tư có nên bài bản hay không để giá cả của chúng ta nó ổn định hơn. Ở giai đoạn này giá mít tăng cao như vậy rất tốt và rất mừng và rất vui cho bà con để có được thu nhập cao ở giai đoạn này. Và tình hình giá mít khởi sắc, bà con có được cái Tết vui vẻ và ấm cúng hơn. Giải trí miền Tây xin nhắc lại tình hình giá mít vào sáng sớm ngày hôm nay. Mít lợi nhất 8kg trở lên giá 56 đến 58 ngàn đồng một ký. Mít lợi 2 6 đến 8kg giá 46 đến 48 ngàn đồng một ký. Mít chợ xô giá 19 đến 20 ngàn đồng một ký. Giá mít Indo ruột đỏ vào sáng ngày hôm nay đang tăng và theo dự đoán giá mít sẽ còn tăng nhiều hơn nữa. Đó là tín hiệu vui cho bà con, cô chú, các anh chị và các bạn đang còn mít thu hoạch. Và cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi hết video này. Cô chú, các anh chị và các bạn đừng quên để lại một lượt đăng ký, một lượt like, chia sẻ về trang cá nhân để nhiều người tham khảo về giá cả. Và bấm vào cái chuông. Xin chân thành cảm ơn. Bye bye.